audio. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một cái con loa khá là nhiều anh em biết đến rồi. Con này khá là nổi tiếng của thương hiệu JBL. Đó, đây là con Activox 310. Con này được khá là nhiều anh em sử dụng cho các âm thanh hội trường, âm thanh các dàn âm thanh mà mấy anh em đi sân khấu hay là ngoài trời đấy, hoặc là karaoke gia đình cũng được ha. Con này khá là thông dụng. Các bạn xem thì đây mặt trước của nó nha. Trước vô nó thì thiết kế khá là đơn giản ha, như một cái logo JBL đây thôi. Thì phía dưới này là một cái bát, đây là một cái bát nữa, và hai bên hông này là hai cái chép nhỏ thôi ha, hai cái bát cũng nhỏ thôi. Thì mình nhớ không lầm thì nó tầm 10 cm, nhỏ hơn 14 cm rồi đấy. Và đây là một trước của nó, thiết kế khá đơn giản nhưng mà chất lượng thanh mang lại khá là tốt. Thì mặt bên hông của nó là bên này ha, thì bên hông của nó là như thế này. Thì nó đo 4 xu vào đây, 4 xu vào đây, thì đồng nghĩa việc bạn có thể để nằm ngang được, nằm bên này hoặc là nằm ngang bên hông bên này cũng được, đều như nhau cả. Cái mặt trước hai bên hông này thì nó sẽ gần như nhau, không có gì thay đổi cả, như thế này ha. Và đây là logo JBL các bạn. Rồi ok, đó là mặt trước mặt sau. Và ok ha, mình sẽ đi tới mặt sau trước khi mình đi lên cái mặt trên như thế nào ha. Thì đây mặt sau của nó sẽ tổng quan như thế này nha bạn. Mình đi trên dưới luôn. Thì đây là một cái nắp để mình có thể gỡ cái này ra thôi. Cái này mình có thể mở ra và bên trong nó sẽ có nắp cắm cho mình. Còn dẫn lên thế này nó sẽ có đầy đủ ha. Đây mình lục luôn cái này ra cho nó dễ nhìn các bạn ha. Đây là hai cái volume để bạn thấy điều chỉnh âm thanh đầu vào của micro hoặc của đàn guitar. Nó có cái hiệu đây ha, rõ ràng cho các bạn luôn. À, nút này là nút bạn có thể điều chỉnh được kết nối hai loa với nhau. Mua thêm một cái nữa thì bạn có thể kết nối hai loa chung với nhau luôn là được. Và phía trên này nữa là cái cổng USB các bạn ha, phát nhạc USB. Sẽ xuống tí nữa thì cổng này là cổng out in, là cổng trên nha các bạn. Thì ngoài ra ngoài Bluetooth ra thì con này bạn có thể kết nối được out bằng jack điện thoại luôn. Và đây là cổng nguồn 12V, nhạc điện vào 12V. Đây là cái công tắc để bạn sử dụng ở chế độ micro hoặc là chế độ guitar đàn. Và hai cái cổng đây là cổng 3.5 in và cổng 3.5 out để kết nối giữa các loa với nhau. Thay vì bạn kết nối có dây, bạn có thể kết nối không dây cũng được bằng nút này, và có dây bằng kết nối dây như này. Dây đây nữa là một cái tờ giấy bật đi bóc thôi bạn ha, không có vấn đề gì cả. Cái này là lỗ phát hơi thôi, bạn tiếng xúc của bạn có thể ra đây. Phía này nữa thì đây là nguồn điện trực tiếp của bạn, kia bạn có thể cắm ở đây hoặc là sạc pin ấy, thì con này bạn sẽ sạc pin bằng này. Đó là tổng quan về mặt sau. Ok ha, giờ mình sẽ quay mặt trước cho bạn xem. Và ok ha, thì đây là mặt trên của nó. Thì tổng quan mặt trên luôn, thì đây là một cái tay cầm ứng vào cái bạn có thể kéo lên được ha. Không cả vì camera nó hơi nhỏ và không cả, mà tí mình sẽ quay kỹ cho bạn hơn. Thì bạn ấn vô bằng cái lên lượt, còn bạn muốn đẩy nó xuống thì bạn ấn ngón tay vào phía trong này nè, phía trong này ấn đẩy nó xuống là được nha. Đó là cái tay cầm sách như vali. Và các bạn ở bên này, đây là nút âm lượng lớn nhỏ cộng trừ, các bạn hiểu rồi ha. Đây nút dừng và phát nhạc, và đây nút bass chép echo. Thì tí nữa mình sẽ nói kỹ hơn về mấy cái phần này khi mình có nhạc vào ha. Còn nút 1, 2, 3 này là ba cái hiệu ứng cho các bạn sử dụng âm thanh nhạc cụ nha. Ở đây là ba cái nút đèn, khi bạn nghe phát nhạc bằng một Bluetooth thì đèn Bluetooth sẽ sáng, USB sẽ sáng, và đèn AUX nó sẽ sáng. Bạn chuyển đổi bằng cách những cái nút này, nó sẽ chuyển đổi ba chế độ với bạn với nhau. Và đây là nút đèn nguồn để bạn có thể kiểm tra được ha. Đây nút bật nguồn, và đây nút hiển thị kết nối bằng Bluetooth. Bây giờ mình sẽ mở lên và cho bạn xem tổng quan nhạc và test như thế nào, cho bạn nghe thử cái con Activox 310 này nha. Ok. Rồi ok ha, bây giờ mình sẽ mở nhạc thử và nghe thử cái con Activox này nó sẽ như thế nào, âm thanh chất lượng âm thanh như thế nào ha. Mình sẽ kết nối Bluetooth qua một cái điện thoại như thế này. Mở nhạc cho bạn nghe.
nhạt ha. Thì cái nút hồi nãy vậy là mình nói ra mình nói nhầm cái nút ở trên đầu dưới này nè, là mình dùng để chuyển đổi cái đèn nó sáng của cái loa Party Box 310 này, chứ không phải là nút cái hiệu ứng của mình. Nãy mình nói hồi nãy mình nói nhầm khúc đấy, mình sẽ nói lại đó là cái nút chuyển đổi đèn để bạn có thể biết được cái đèn này nó sáng như thế nào, cũng đổi qua đèn khác vàng, trắng, đỏ, tím, xanh gì đấy, bạn có thể đổi được cái đèn trên này. Và bạn muốn đổi đèn chính xác hơn, nhiều màu hơn thì bạn có thể tải cái app của nó. Khi bạn mua hàng nó sẽ có sách hướng dẫn cho bạn, bạn coi trong sách hướng dẫn, bạn tải cái app nó về thì nó bạn có thể chỉnh theo cái màu mà bạn yêu thích ở trên bàn điện thoại luôn ha. Đây thì con này bạn có thể phục vụ các bạn karaoke cũng được luôn, bằng các cổng cắm mic phía sau mình có nói. Thì giá của hãng cung cấp con này thì sẽ không có kèm theo micro hát cho âm thanh karaoke, nhưng khi bạn mua hàng bên Kim Bảo Audio thì các bạn sẽ được tặng một cái bộ micro karaoke cho bộ tốt này. Cái bộ micro karaoke này là của JK Audio B1 Pro, thì con này sẽ tặng kèm cho các bạn khi bạn mua con Party Box 310 này. Và con cái bộ micro này nó sẽ có tích hợp echo với bạn luôn, hát karaoke rất là tiện, rất là dễ. Thay vì bạn sử dụng các bộ micro không dây thông thường, nó sẽ không có tích hợp echo cho bạn, và con này nó sẽ tích hợp echo với bạn luôn ha. Okay. Thì đó là mình đã giới thiệu sơ cho bạn nghe thử cái chất âm của cái con Party Box 310 này rồi. Và số điện thoại mình để trên màn hình, các bạn cần có thể liên hệ với mình qua số điện thoại trên màn hình. Và địa chỉ bên mình là ở đường Cây Trâm, Gò Vấp, Hồ Chí Minh. Bạn cần thì có thể liên hệ trực tiếp showroom bên mình ha. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận được video mới nhất từ bên Kim Bảo Audio. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.